Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn sinh viên du học Mỹ của công ty Nam Đại Dương hôm nay. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta cùng gặp gỡ với là bạn Sĩ Đăng vừa nhận được visa du học Mỹ trong sáng nay luôn. Chào Sĩ Đăng. Em có thể giới thiệu đôi nét về anh. Tên mình là Trương Sĩ Đăng, mình sinh năm 1999. Hiện tại mình đã tốt nghiệp trường cấp 2 và đang chuẩn bị qua học trường Kim Trung Catholic High School ở bên Mỹ. Cái cảm giác của em khi mà nhận được visa du học Mỹ là như thế nào? Nói chung nó rất là phấn khởi, vui vẻ. Nói chung là sắp được đi du lịch nên em có thể chia sẻ với các bạn lý do tại sao em chọn Mỹ không? Mình chọn Mỹ là bởi vì cái bên vấn đề giáo dục tốt, rồi cái bằng cấp nó cao hơn so với bằng cấp Việt Nam. Còn nhiều hơn nữa thì có cậu bên đó thì nó cũng sẽ hỗ trợ mình trong cái học tập. Trong quá trình mà vô phỏng vấn với lãnh sự á thì các câu hỏi này lãnh sự là nói chung là khá là dễ, câu hỏi chủ yếu là về phần gia đình với lại công việc của ba mẹ. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ đại diện là như thế nào? Vui và nói chung là thấy thú vị hơn hẳn. Thì trong quá trình học của mình thì em học về cái phần sự tự tin, cái khả năng nói để sao làm sao cho thuyết phục đại sứ quán là mình sẽ ở Việt Nam, mình sẽ trở về Việt Nam chứ không phải ở Mỹ. Thì về phần đó thì bên du học đã là cho em cái cảm giác của mình biết trước được cái việc phỏng vấn của mình nó sẽ như thế nào, rồi thì nói chung là giúp cho mình học hỏi thêm, mình biết thêm về mấy cái phần cách thức mà họ sẽ phỏng vấn mình. Bây giờ đã có visa trong tay rồi thì em có lời khuyên nào dành cho những bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa? Thì nếu các bạn phỏng vấn xin visa thì các bạn trước tiên thì dùng giọng tốt để không bị cảm, mình lên giọng khàn thì người ta sẽ khó nghe. Rồi khi mình phỏng vấn thì đừng có quá lo lắng, bởi vì người ta cũng giống như đang nói chuyện với bản thân mình vậy thôi, nên nó không có gì là có khó khăn hoặc là sợ. Thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em và Mỹ sẽ học tập tốt bên đó ha. Cảm ơn những chia sẻ của em. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.